Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới của mình nha. Thì hôm nay mình có mời đến mèo Simmy và Kyron, cặp đôi dễ thương nhất của Hero Team, đến đây để chơi game cùng với mình nè. Thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe để mình có thể gọi là tiến gần hơn đến cái nút vàng nha mấy bạn. Ok, mà không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thế nào, let's go. Ok, thì Simmy với Kyron có biết cái map này là map của ai không? Map này là map của một người nào đó, ai biết? À ok, thì xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là map của Nugget. Mấy bạn biết Nugget là ai không? Nugget thường nghe quen quen đã ơi, xin biết không? Biết trời ơi, là thanh niên này là có phải thanh niên bắt lắc lát mà trong cái game mà Kindergarten về đúng không? Đúng rồi, bên đây nè. Nugget nè. Đúng rồi, chính nó. Đúng rồi, chính là thằng quỷ này nè. Đây chính là Nugget siêu to khổng lồ. Kyron kêu Nugget mà thằng quỷ hả? Kyron vô văn quá. Vậy có gì đâu, ai biết đâu gì. Thanh niên này là thanh niên rất là bá trong cái game này luôn á. Đúng rồi. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại map của Nugget. Thì bởi vì Nugget là một người cực kỳ bá đạo, cho nên là cái map cắm trại của Nugget cũng cực kỳ bá đạo luôn. Các bạn đi theo tôi qua đây coi nè. Qua đây. Đây cái map cắm trại này hơi lạ nha. Mấy bạn thấy cái khu này là khu gì không? Lửa. Cái chỗ này lửa, là lửa. Đúng rồi. Mà lửa người ta gọi là gì? Là lửa trại đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi, bây giờ nè, làm cách nào để mình ngồi vô cái lửa trại được? Thì Sim với Kai có nhìn thấy cái tấm màu xanh dương ở dưới chân mình không? Ok. Đúng rồi, mấy bạn bấm vô đó thử đi. Đó, là xuất hiện cái ghế nè. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi và cắm trại thôi. Đó, sưởi ấm. Đó, nướng thịt hiểu không? Đó. Kiên. Kyron, bây giờ bạn phụ mình gọi là khinh mèo Simmy chọi với đống lửa, chúng ta cùng nhau làm món mèo nướng nào, nhanh lên. Làm rồi. Mày. Đứng lại. Đứng lại con mèo kia. Đứng lại. Thật sự luôn á. Đi vô. Ôi, Simmy bị nướng rồi. Dập lửa, dập lửa cho Simmy. Rồi xong. Rồi xong, mình giết bả luôn rồi. Thôi bỏ qua đi. Ok. Rồi thì bên đây còn có một cái chỗ nữa nè, người ta gọi đây là chính là máy nhảy kim cương. Các bạn biết máy nhảy kim cương là sao không? Máy nhảy kim cương nghe thấy lạ nha. Máy nhảy kim cương có nghĩa là mấy bạn chỉ cần vào đây, mấy bạn nhảy hip hop, nhảy lambada, nhảy đầm hay nhảy cái gì cũng được, mấy bạn sẽ được kim cương. Ghê không? Ghê dạ. Thiệt mà. Ok, bây giờ bọn mình vô nhảy đi. Nhảy lên. Quẩy lên em ơi. Quẩy lên. Yeah. Tăng quẩy lên. Tăng quẩy lên. Kim cương đâu cho này? Ai biết, nó kêu là nhảy được kim cương, đang nhảy. Ơ kìa, cái nút có chuyển động kìa. Ui. Nó bơi bắn ra viên kim cương kìa. Wow, hay quá hay quá. Nhảy. Rồi tiếp theo nữa nè, xin giới thiệu mấy bạn, đây chính là khu để bơi lội. Mấy bạn có thể xuống đây để bơi đó, nếu như trời nóng quá có thể xuống đây để bơi đó. Nhảy xuống gì mà nó cứ nhảy xuống đây. Bơi nào. Nhưng mà hơi tiếc là cái hồ bơi này hơi nhỏ. Bơi nè. Ờ thấy mông không cận nè. À nhầm. Ấy à. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì ca nhìn mông tôi hả? Gì đâu. Có gì đâu. Ok rồi. Nếu mà thẳng là có một cái ly nước nè. Cái gì? Ngon dữ. Được ly nước hả? Trời ơi. Ok, Kyron, tôi nói bạn nghe nè. Simmy ở dơ quá, Simmy múc nước dưới hồ bơi, Simmy uống. Trời ơi, ở dơ gì đâu quá trời. Nước cái tao tặng mình mà. Ủa thiệt hả? Đâu? Nước tặng đâu? À, mình đứng vô trong đây là mình sẽ được ly nước hả? Wow, hay vậy? Đứng trong đây nè. Trời ơi, nước cái văng lên kìa. Ồ, cũng hợp lý nha. Thôi kệ đi, nó trong mèo đi tiếp. Thì bên đây có rất là nhiều thứ rất là đẹp luôn. Ủa cái tấm màu đỏ này là gì cây? Đóng bạn ơi. Là... Nơi đi mai. Ủa nơi đi mai. Nơi đi mai là sao? Nơi đi mai. Người ta tôi chỉ biết nơi đi mai chứ không biết nơi đi mai là gì đó. Nơi đi mai. Ủa cây cây đơn. Cây đơn ơi. Ơi cây đơn ơi, tôi nói bạn nghe nè, chúng ta là những người đàn ông đích thực đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là chúng ta nhường con gái đi trước đi, Simmy. Đi đúng rồi, lady first. Đó, lady first. Ui, Simmy biết mất rồi. Tôi rớt xuống hố rồi nè. Hai người xuống đây coi đi. Ok, nhảy xuống. Cái gì vui không? Ui. Wow.
Wow, bên dưới đây quá trời kim cương rồi, để mai luôn nè. Wow, mai. Tôi đào kim cương. Đây là khu đi mai. Khu đi mai mà kia ở trên kia ghi là khu đi mai. Trời ơi. À ok rồi, mình có thể mai được dưới đây nè. Thôi kệ đi. Nói chung mình đi cắm trại mà. Đi cắm trại mà còn mai làm gì nữa. Thôi đi lên chỗ này là để đi lên phải không? Nhảy dưới đây là lên đúng không? Okay, nhảy vô. Lên. Trời ơi, nó lỗi rồi. Lắc. Ok rồi. Còn gì nữa ông ta? Tôi thấy cái map này khá là gọi là có nhiều thứ vui nha. Ở bên đây có gì đây? Nhấn vào đây để cắm trại trên mây. Cái gì? Có map cắm trại trên mây luôn hả? Ghê vậy? Ok, thôi bây giờ bọn mình đi không cần. Ok, rồi thôi bây giờ bọn mình là con trai mà chúng ta nhường con gái ấn trước đi. Ấn đi xem. Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Lấy đi phớt. Rồi, ba lại biến mất nữa rồi. Sao mấy người lúc nào cũng để tôi vô mà vậy? Là bạn bè mà cho nên mình nhường mày trước á. Rồi nhấn nha. Nhấn nè. Ui. Kairon ơi. Rộng quá. Lên đây đi Kai ơi. Ủa Kai đâu rồi? Đây, đang lên. Ở chảnh vui không? Ôi, trên đây quá trời mây luôn. Ôi Kairon nhìn nè. Trên đây toàn là mây không à. Ôi, vậy có nghĩa là chúng ta đang sinh tồn trên mây hả? Wow. Khoe mè phát lọc đi các bạn ơi. Tính ra tôi cũng có nha, nhìn nè. Đó, trời ơi. Yeah. Wow. Em tấn công nhau đâu để tôi coi. Ôi da. Không cần. Ôi da. Simmy hả? Ok. Ê khoan. Bên đây là cái gì nè từ? Bên đây là cái bảng này là cái gì? Cái khu đi xuống đúng không? À nè, đi vào đây đúng để xuống. Ra về. Ok, Simmy xuống trước đi. Rồi Simmy trước chứ. Rồi cây 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 ron đi cây cây ron đi cây ron đi trước đi. Ok rồi tao xuống luôn. Wow, cái map cắm trại này hay lắm luôn á nha. Vừa lên vừa cắm trại được ở dưới đất mà vừa cắm trại được trên mây luôn, quá hợp lý. Ê, ở đây có chỗ ngắm cá được với ba ơi. Trời ơi, cái gì? Có hồ cá đó hả? Ui mấy bạn ơi nhìn kìa. Ui cái hồ bơi này đẹp quá luôn á trời, mình thấy được cá bơi bên trong luôn nè. Wow. Đây là cái trong suốt và hấp dẫn thật ấy. Hấp dẫn thật sự luôn nha. Wow. Ủa còn gì khác nữa không ta? Đâu để mình đi xem coi, đi qua đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi đi qua đằng sau nút ghét coi. Cầu nè, có cầu màu trắng nè. Cầu này cầu để làm gì? Ủa cái cầu để làm gì? Cầu tình duyên hả? Gà rút cuộc để làm gì? Ủa vậy rút cuộc cái cầu để làm gì? Ê mấy bạn, thấy có cái đường ray nè. Lấy có cái đường ray nè bạn ơi. À cái đường ray hả? Đường ray thì chúng ta phải qua lấy cái xe ray đi qua đây Đi. Bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Ôi bên này được à? Đúng rồi, bên đây nè. Đây mọi người nhìn nè, bên đây là có một cái chỗ để lấy xe nè. Đây mình sẽ lấy xe nha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đường ray thôi nha. Tình nguyện đi trước. Cái này tôi tình nguyện đi trước. Simmy đi trước đi. Rồi tôi lượt Kairon. Rồi tôi không cần nè. Đi thôi. Trời ơi hay quá bạn ơi. Trời ơi cây nó đập vô mặt mình. Trời ơi cây đập vô mặt mình cây ơi. Ây da. Ôi. Ôi trời. Trời, ai có cái cổng gì là phong cận? Ây da. Ủa có cổng gì là phong cận ơi? Sao chỗ này lại có cái cổng địa ngục ta? Ơi, hay là chỗ này để đi qua địa ngục? Đi thử đi. Ok, mời Simmy đi trước. Cắm chạy với địa ngục. Cắm chạy với địa ngục thiệt, cắm chạy với địa ngục nè. Wow. Ở đây còn có cả cắm chạy dưới địa ngục nữa hả? Trời ơi mấy bạn ơi. Mình thật không ngờ luôn nha. Cái map này có quá trời chỗ để cắm chạy luôn. Nào là cắm chạy trên mây, cắm chạy nút ghét mà còn cắm chạy dưới địa ngục nữa. Trời ơi, ghê thiệt. Wow. Có cái máy đó luôn à? Có. Có máy bay luôn hả? Đâu cho tôi mượn coi. Trong gương đâu vậy? À. Wow. Để tôi đeo thôi coi. Có nó tiện ghê nhỉ. Bay lên. Em mấy cái này là cái gì vậy? Mấy cái này là cái gì vậy? Nhìn phát quang nhìn hay dữ à. Ủa. Wow. Ủa, ha cái này là gì vậy? Sao nhìn nó có cái mấy con rồng đậu ở trên đó nè. Để coi. Không biết nữa, tụi mình vô. Thôi được rồi, mời Simmy vô trước đi. Simmy vô trước đi Simmy. Trời ơi. Có gì đâu, trong này kiểu như khí độc hay sao, nhìn nó cứ ảo kiểu gì á. Ủa ha, tính là vô hôm nay cũng đâu có gì đâu ta. Vô thấy nó sáng vậy thôi chứ có gì đâu. Ồ, ủa, vậy giờ làm sao bọn mình về được? Quái vật kia. Đây có cổng nè. Mọi người ơi, quái vật kia chạy đi anh em ơi, còn đứng đó nữa. Chạy đi. Ủa giờ làm sao về? À đây có cổng nè. Ui con rồng kìa. Con rồng kìa. Ui. Ui không. Ê là anh em mình giết nó giờ. Có đánh không? Ôi. Ui nó nổi lên kìa. Ui. Mày à. Trời ơi. Nó phá cổng địa ngục chưa? Đúng rồi, chạy đi. Chạy đi anh em, thôi nó phá cổng địa ngục. Ok Kairon rồi. Ui Kairon bị con rồng giết rồi. Tôi chết rồi. Thiệt tình nó mạnh mẽ. Chạy xem ơi, Kairon bị giết rồi. Chạy. Cổng địa ngục.
Phải cũng phải là chết luôn ấy. Ui ui coi còn có quái vật nữa kìa. Thôi tôi bay về trước đây. Bye bye hai bạn. Tôi về trước đây. Tôi về đây. Ok mọi người ơi. Thì cái map này mình để ý là nhiều quái vật quá. Thôi bây giờ mình về đây. Bye bye mọi người nha. Ok thì anh em có thấy thích cái map gọi là cắm trại này không? Bạn nào thấy thích thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của team Hero nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ về nhà đây, trở lại chơi cái map này quái vật nhiều quá. Bye bye mọi người, yêu anh em phải nồi. Bye bye.